mỗi khi chúng tôi tiết lộ một thứ gì mới, đám đông đều phát cuồng về chúng. Thật là tuyệt. Nó được tạo ra lớn hơn cả T-Rex. Có một con đã thoát ra ngoài rồi. Cái gì vậy? Đó là máy theo dõi của nó. Nó đã tự tháo ra. Sao nó có thể biết mà làm như vậy? Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Đón xem Thế Giới Khủng Long phát sóng lúc 20:30 thứ bảy ngày 3 tháng 11 trên kênh HTV3 Rims TV.